Thưa quý vị, với các lực lượng tham gia làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát dịch, lễ 2 tháng 9 năm nay càng thêm đặc biệt khi họ phải xa người thân để bám chốt làm nhiệm vụ. Tuy nhiên, tạm gác lại chuyện gia đình, tất cả luôn nêu ý chí, quyết tâm, tinh thần trách nhiệm, chung tay cùng thành phố trong cuộc chiến với COVID-19. Ghi nhận của phóng viên thời sự trong ngày hôm nay. Đây là chốt kiểm soát C10 tại đường Trần Đại Nghĩa, quận Ngũ Hành Sơn. Đặt tại vị trí cửa ngõ ra vào thành phố nên lưu lượng phương tiện giao thông qua lại tại chốt khá đông. Tuân thủ nghiêm các quy định phòng dịch, ngày lễ cũng như ngày thường, lực lượng chức năng bố trí quân số trực 24/24 kiểm tra tất cả các phương tiện ra vào thành phố. Những ngày lễ là có lưu lượng tham gia là rất đông hơn. Ở đây là tất cả lực lượng phòng chống dịch là gồm tất cả lực lượng chức năng là luôn luôn giữ vững quân số. Cái việc kiểm tra người và phương tiện là phải luôn luôn là anh em là không bỏ sót. Tham gia làm nhiệm vụ tại chốt còn có sự góp mặt của các bạn đoàn viên thanh niên. Với sức trẻ, sự nhiệt huyết, các tình nguyện viên áo xanh đã góp phần hỗ trợ đắc lực cho lực lượng chức năng trong khâu khai báo y tế đối với các tài xế khi qua chốt. Chúng tôi đã tình nguyện đăng ký tham gia vào các chốt dịch ra vào cửa ngõ thành phố. Thì mặc dù thì thời tiết rất là gay gắt nhưng chúng tôi vẫn luôn cố gắng, vẫn muốn cống hiến sức trẻ của mình vào trong việc giúp thành phố trong công tác phòng chống dịch. Cán bộ y tế các địa phương cũng được tăng cường tham gia trực các chốt kiểm soát dịch. Với họ, từ khi dịch COVID-19 bùng phát đến nay, bất kỳ ngày thường hay ngày lễ, cứ có mệnh lệnh lên đường làm nhiệm vụ thì chẳng ai nề hà, đắn đo. Bản thân tôi thì nhận thấy thì cũng mong muốn thì đóng góp một công sức nhỏ bé của mình để cho cái thành phố của mình để sớm mà được có một kết quả tốt đẹp thì cũng nhanh chóng để cái đẩy lùi được dịch COVID đi qua. Dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến khó lường, nên hơn lúc nào hết, thành phố luôn cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự quyết tâm, đồng lòng của mỗi người dân. Tạm gác lại niềm riêng, các lực lượng tuyến đầu chống dịch vẫn ngày đêm thực hiện nhiệm vụ để mong bình an cho những kỳ nghỉ lễ tiếp theo.